Jiraiya, một trong những huyền thoại của Naruto với vô vàn cái tên được đặt cho, bao gồm cố vấn, tiên nhân, biến thái. Ông là một trong những nhân vật được yêu thích nhất câu chuyện. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng Jiraiya không chỉ dừng lại trong câu chuyện Naruto, mà nó còn có một truyền thuyết dân gian tuyệt vời hơn thế, được lan rộng đến hơn 500 năm. Vậy đó là gì? Hôm nay, mời anh em cùng Hokage Bi Huỳnh tìm hiểu nguồn cảm hứng tạo nên Jiraiya trong Naruto, câu chuyện về sự phục thù gia tộc. Naruto, một siêu phẩm từ những năm 2000. Các shinobi được thiết kế theo phong cách giống với Yamabushi, những ẩn sĩ tu luyện trên núi Nhật Bản hơn là nhẫn giả. Nhưng đối với bộ anime Shonen có cốt truyện lôi cuốn, sự phát triển nhân vật tốt kèm theo đó là những yếu tố dân gian, nó vẫn đủ hấp dẫn để thuyết phục tất cả mọi người. Sẽ không công bằng nếu chỉ đánh giá bộ anime dài hơn 800 tập bởi người hâm mộ của nó. Theo vào đó là cả một nền văn hóa thấm nhuần vào câu chuyện thực tế. Đặc biệt là Jiraiya, truyền thuyết về ông thậm chí còn hấp dẫn và làm lu mờ lên con đường trở thành tiên nhân háo sắc, người thầy vĩ đại dẫn dắt đứa trẻ theo lời tiên tri. Cái tên Jiraiya đóng vai trò như một nguồn sức mạnh tinh thần. Ông không phải là một shinobi đơn thuần, dù cho đó là câu chuyện Naruto hay dân gian Nhật Bản đi chăng nữa. Trên thực tế, ông là một trong những ninja được biết đến nhiều và phổ biến nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bởi tiên nhân háo sắc được lấy cảm hứng từ Jiraiya Gouketsu Monogatari, một câu chuyện đã tồn tại hơn 200 năm trước. Từ xa xưa, con người Nhật Bản đã truyền thể và đưa câu chuyện này vào vô số hình thức truyền thông và kỷ niệm khác nhau. Điển hình như năm 1839, câu chuyện Jiraiya đã được kể lại trong một cuốn tiểu thuyết được tái hiện qua ba thế hệ. Hay vào năm 1852, một vở kịch Kabuki được truyền thể từ mẫu truyện ngắn trong Jiraiya đã thành công trên toàn quốc. Thậm chí 100 năm sau, nó vẫn được yêu thích và được xem như cái nôi để tạo ra bộ phim kinh dị Kaiju năm 1966 có tên The Magic Serpent. Và bạn nghĩ Naruto là tác phẩm đầu tiên tận dụng con cóc khổng lồ chiến đấu với con rắn? Không, những bản truyền thể trên đã làm điều đó cách đây hàng chục năm. Sau đó có phiên bản Power Ranger mang tên World Ninja War Jiraiya năm 1980. Nhìn vào poster, nó khiến tớ cứ liên tưởng đến bản nhạc huyền thoại một thời oanh liệt. Jiraiya ở phiên bản này được thủ vai bởi Masaki Hasumi, một võ sư nổi tiếng chuyên về các nhẫn thuật. Đến cuối cùng, chúng ta có Naruto. Tuy nhiên, Jiraiya này lại là một lão thầy siêu biến thái. Công bằng mà nói thì phiên bản tiên nhân háo sắc trong Jiraiya đã làm nhiều thứ hơn chỉ là quan tâm đến các cô gái, như việc dẫn dắt nhiều shinobi trở nên mạnh mẽ. Sau tất cả, bản chất thực sự của Jiraiya vẫn được duy trì ở Nhật Bản cho đến tận ngày hôm nay. Câu hỏi đặt ra ở đây, vậy ông thần này là ai và cuộc phiêu lưu vĩ đại của ông đã diễn ra như thế nào để khiến cái tên Jiraiya vẫn nổi tiếng trong 200 năm và điều đó có liên quan gì đến Naruto hay không? Trước tiên, chúng ta phải ghi nhận công lao người đã sáng tạo ra ông, tức Onikate Kanwate, về một shinobi có khả năng sử dụng phép thuật cóc. Thực chất, Onitake cũng lấy cảm hứng từ một nhân vật khác được mệnh danh là Robin Hood Trung Quốc có tên là Guoraye. Nơi anh em nào từng xem qua bộ phim Heroes in Black sẽ biết đến nhân vật này. Onitake đã vận dụng kiến thức văn học của mình đổi tên Guoraye theo chữ kanji là Jiraiya và một thuyền thoại từ đây được bắt đầu. Tác giả đã mất đến 29 năm để hoàn thành câu chuyện về Jiraiya. Vì vậy, những gì tôi kể sau đây đều là phiên bản rút gọn. Bên cạnh đó, tôi cũng lưu ý đã có rất nhiều biến thể khác nhau về câu chuyện này, nhưng tất cả đều hướng về một nội dung chung. Ok, giờ thì bắt đầu câu chuyện thôi. Rất lâu trước đây, có một con rắn độc ác vô danh tìm cách kiểm soát toàn bộ Nhật Bản. Hắn bắt đầu âm mưu của mình với việc cố gắng thôn tính gia tộc Tsuchikage, chiếm đoạt ngôi vị Daimyo, tức lãnh chúa Genryo Miyuki Nosuke. Để làm được điều đó, con rắn đã dàn dựng một vở kịch biến một thanh niên tên Orochimaru làm anh hùng, sau đó trở thành con trai nuôi và người kế vị Genryo. Bước đầu tiên kế hoạch hoàn thành. Bước tiếp theo, hắn muốn tiếp quản hai gia tộc là Ogata và Matsuda hùng mạnh, bởi cả hai đều nắm giữ các con dấu quyền lực của Mạc Phủ. Bất kỳ mệnh lệnh nào được đóng dấu này đều có giá trị tương đương với lời nói Shogun.
hắn tiếp tục cosplay thành cộng đồng mạng đồn bậy rằng hai gia tộc kia đang có âm mưu tạo phản. Tin tức nhanh chóng đến tai Shogun. Nhờ vậy, Orochimaru đường đường chính chính đã có thể tiêu diệt họ, chiếm đoạt các con dấu. Trải qua trận chiến khốc liệt, quân đội Orochimaru đã dồn người thừa kế hai gia tộc là Tsunade, Matsura và Hiyoroki Ogata đến một vách đá, buộc họ phải nhảy xuống vực. May mắn, cả hai không chết nhờ sự giúp đỡ từ một ẩn sĩ già có tên Senso Dojin. Không những thế, lão còn huấn luyện họ những phép thuật Yamabushi mạnh mẽ phục vụ cho công cuộc giành lại gia tộc. Tại đây, Hiroyuki Ogata đã đổi tên thành Chireya nhằm bảo vệ danh tính bản thân. Đồng thời, ông cũng học được phép thuật cóc, còn Tsunade học được phép thuật Shen. Tính cả Orochimaru 6 phép rắn, cả ba tạo nên vòng xoay khắc chế nhau. Cụ thể, rắn nhanh hơn cóc, cóc trên hơn Shen, còn Shen lại có thể chống lại rắn. Vì vậy, Senso Dojin đã dạy hai người phép thuật cóc và Shen để tạo thế cân bằng, sẵn sàng đối đầu với Orochimaru. Cũng trong một số phiên bản cho rằng, Dojin thực chất là một con cóc cải trang thành ẩn sĩ, người đó huấn luyện một mình Chiriya, còn Tsunade được chỉ dạy bởi một ẩn sĩ Shen khác trong hình dạng con người. Dù thế nào thì ông vẫn là người thầy cừu mang họ, cho đến khi trưởng thành, Chiriya kết hôn với Tsunade, đồng thời cùng lên đường giành lại quê hương từ tay con rắn Orochimaru. Tuy nhiên, cuộc tấn công đầu tiên diễn ra không mấy suôn sẻ, Chiriya bị thương nặng sau cuộc chiến và bị đầu độc bởi kẻ thù, buộc Tsunade phải dùng phép thuật Shen chữa trị cho ông. Tiếc rằng vì chất độc quá mạnh khiến vết thương ngày càng trở nặng, Tsunade buộc phải dùng máu của mình chữa trị, Chiriya mới hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, dù cho cả hai hợp sức với 100% công lực cũng khó lòng đánh bại kẻ thù. Không còn cách nào khác, họ tìm đến một vũ khí mạnh mẽ hơn là thanh Nikirimaru. Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng hai người cũng sở hữu được thanh kiếm. Cùng nhau, họ trục xuất con rắn ra khỏi vùng đất, chính thức hạ gục Orochimaru, đem đến tự do, hạnh phúc cho mọi người. Và đó là tất cả câu chuyện về truyền thuyết Chiriya. Những điều trên đều không xảy ra trong Naruto. Mối quan hệ giữa Chiriya và Tsunade không bao giờ được bắt đầu. Orochimaru lại là đồng đội cũ của hai người còn lại, chứ không phải kẻ thù. Cuối cùng, truyền thuyết về Chiriya mang giá trị cốt lõi về một câu chuyện trả thù. Còn ở Naruto, Chiriya chỉ muốn đưa đồng đội trở về thực hiện theo lời tiên tri. Có thể thấy, hai câu chuyện này hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn có một vài chi tiết liên quan đến, điển hình như việc cả Chiriya và Tsunade đều được huấn luyện bởi Hiruzen. Bên cạnh đó, tiên nhân háo sắc còn được chỉ dạy hiền nhân thuật tại núi cốc Myoboku. Ngoài ra, hành động ném bay con rắn trong anime tương tự như vở kịch Kabuki tớ có nhắc ở trên. Thậm chí, những hành động múa may Chiriya đều là những động tác trong vở kịch. Còn về phần Tsunade, đương nhiên không phải là một con nghiện cờ bạc như trong anime. Tuy nhiên, điểm giống nhau giữa hai phiên bản là họ đều có khả năng chữa trị. Đây cũng là điểm mạnh nhất mà Hokage đệ ngũ nắm giữ. Bên cạnh đó, máu cũng đóng vai trò làm chất xúc tác giữa hai câu chuyện. Nếu như trong truyền thuyết, Tsunade phải hy sinh dùng máu để cứu Chiriya khỏi chất độc con rắn, thì tại anime, bà lại bị ám ảnh bởi máu trong quá khứ. Naruto đã giúp đệ ngũ vượt qua nó để có thể trở lại chiến đấu. Cuối cùng, đối với Orochimaru, truyền thuyết về hắn là thôn tính Nhật Bản, thì lão Sennin này theo tôi nghĩ còn chẳng để tâm tới việc thống trị nhẫn giới, thay vào đó là ham muốn kiến thức về tất cả nhẫn thuật trên thế giới. Đổi lại, tâm trí luôn mang theo tư tưởng chiếm hữu không bao giờ biến mất, để có được cơ thể bất tử, lão rắn sẵn sàng thao túng Sasuke. Đến cuối cùng, người phong ấn hắn lại không phải là hai người đồng đội mà chính là Itachi với thanh kiếm Totsuka. Ở chi tiết này, có thể tác giả muốn nhắc đến thanh kiếm Nakirimaru, thứ đã đánh bại hắn trong truyền thuyết. Ngoài ra, hành động thao túng làng cát lật đổ làng lá trực tiếp liên hệ đến cuộc đảo chính, chiếm quyền kiểm soát hai gia tộc Ogata và Matsuda. Chính những chi tiết này đã tạo nên sự nổi tiếng, kích thích người xem khám phá về nền văn hóa dân gian các nhân vật yêu thích. Hơn thế nữa, Naruto đã truyền tải rất nhiều giá trị lịch sử ninja cho thế giới. Và khi chúng ta già đi, sẽ đến lượt con cháu đời sau khám phá những câu chuyện đó. Và điều đáng tiếc nhất chính là cái chết của Chiriya, đồng thời ông cũng không đến được với Tsunade. Lý do khiến Kishimoto thay đổi chi tiết này, cốt lõi muốn tôn vinh truyền thuyết lịch sử. Ông muốn để cho bất kỳ độc giả nào thấy tiếc nuối về mối tình này, họ sẽ tò mò muốn biết về câu chuyện cảm hứng Chiriya.
bởi tại đó sự kết thúc viên mãn dành cho tên nhân háo sắc phần nào sẽ an nổi người hâm mộ. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu câu chuyện nguồn cảm hứng tạo nên Jiraiya trong Naruto. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!